Ui. Suốt ngày đi làm, tiền thì không thấy. Bao nhiêu năm rồi, người yêu còn chưa có. Sao ở đây lại có hai đứa? Đấy có phải là cô gái hơ mông trong truyền thuyết hay sao? Nghe các cụ kể lại, ở vùng cao có tụ bác vợ, không biết có phải không nhỉ? Cơ hội của mình đây rồi. Chào hai đứa nhá. Hai em đang làm gì đấy? Ôi chị ơi, Giai kìa. Sao hôm nay tự nhiên Giai lại biết vào làm mình chị nhở? Hay là do sáng nay chị ước nên ông trời nghe thấy, ông trời thả cho chị một thằng đàn ông ấy nhở? Chắc là thế hả chị ạ? Hay là chị gọi anh ấy xuống đây chơi đi. Anh gì ơi, xuống dưới này chơi với bọn em đi. Đúng rồi, anh xuống dưới này chơi đi. Anh chào hai em. Hai em đang cút ruộng à? Dạ vâng. Mày ơi, anh ấy đẹp trai thế. Công nhận đẹp thật chị ạ. Bây giờ mình phải làm thế nào bây giờ? Hay là chị em mình rủ anh ấy vào nhà mình chơi đi? Dạ, cũng được đấy chị ạ. Hai em đang nói nhỏ cái gì đây? Dạ, không có gì đâu. Thế anh vào làm bọn em có việc gì đây anh? Đúng rồi, anh vào làm gì đấy anh? Đúng rồi, anh đến làng này là để kiếm người yêu mà. À thế à, thế anh vào đây là đúng chỗ rồi. Làng em nhiều người không có người yêu lắm. Mà anh ơi, nếu anh không bận gì thì vào nhà bọn em chơi đi. Thế cũng được. Mà bố mẹ đi đâu hết rồi em? Sao ở nhà chỉ có hai chị em thế này? À, bố mẹ em đi làm xa hết rồi. Bây giờ chỉ có mỗi hai chị em nhà em thôi. Anh thấy ở đây ai cũng lấy chồng hết rồi. Sao có hai chị em vẫn chưa lấy chồng thế? Làng em từ trước đến giờ toàn để con gái thôi. Nên bây giờ hai chị em nhà em mới ế đến tận bây giờ đấy anh ạ. Hay là anh ở lại làm người yêu của em đi. Được. Em nói tôi háo sắc á? Hay là do tôi chiều em nhiều quá nên... Anh lại muốn ăn đòn nữa đúng không? Ok, nghiêm túc nè. Tại sao em nghĩ người háo sắc thì sẽ không chân thành? Mà làm sao em biết được người mà em luôn coi trọng sẽ chân thành hơn tôi? Hello, anh tới chưa? Em à, mình chia tay đi. Im lặng tức là đồng ý rồi nhá. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta không còn là người yêu của nhau nữa. Quyết định vậy nhá. Lý do? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Em làm sai điều gì hả? Có những thứ xảy ra không cần lý do. Và em cũng không sai. Nhưng mà chúng ta đã yêu nhau 3 năm rồi. Anh nói như vậy là được hả? Đơn giản là vì anh thích. Nói như vậy mà được sao? Anh hứa với em là sau khi em tốt nghiệp đại học xong anh sẽ cưới em mà. Nhưng giờ sao anh lại nói như vậy? Không yêu, không hứa hẹn gì nữa. Đơn giản là chúng ta không hợp nhau thì chia tay thôi. Tuổi trẻ mà. Chia tay. Đừng bao giờ gặp nhau nữa. Không chắc. Ý anh là sao? Tạm biệt. Anh gì? Xin lỗi em, anh chỉ là một người làm nông. Ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Sao có thể xứng đáng với em chứ? Em nói cái gì? Anh, em xin lỗi. Anh chỉ muốn hỏi em một câu. Là từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ, có cái gì là thật không?